Hai em bé ở đây nè, em bé lớn á, em bé giàu. Give him the name của Yuri. Hello everyone. Good morning. Now I just woke up and I'll prepare breakfast and everything for our family. Not only me have wing. Not only me work in the house. My grandma also helped me take care of the courses. This morning, only grandma and mom ate with dinner. Simple food. 죄송합니다, 어머님, 할머니. Butter with this egg, really delicious. Hết cơm rồi. Không bởi vì là mọi người ăn thân nhân nhỉ. Ông ơi, súc cà tức là chắp xe. Súc cà Ok. Ok, bây giờ mình sẽ nấu cơm nha cả nhà. Em ơi, 다 드셨어요? 다 드셨어요? Mọi người ăn xong rồi, cho nên this time is medicine time. I'm the only one person who is not sick in this family, so no, I need to take care of myself and ginseng. After this, I will prepare some the medicine for Wing and for Grandma. My father take care more. After that, I will start my professionality. Wash dishes. Cha đây nè. Bây giờ cha và mình sẽ giúp. We're going to go down and throw away some garbage. 괜찮죠, 아버지? 아, 괜찮아. 기분이나 빨리 얼른 났으면 좋겠다, 야. 너무 오래 가면 안 돼, 빨리 나. 이거야, 이거야, 뭐. 뭐, 힘든 거 아니잖아요, 그죠? 아버지 나오신 김에 제가 담배 한 대 태워드릴게요. 비밀. 비밀인데. 홍사하냐. 홍색 과일. 자, 너의 힘은 모인 거야. 육윙. 자,
actually this is the place for father's relaxation. How can I say? Smoking is not quite relaxing, but oh, 어저께 윙 보니까 많이 좋아졌죠. 많이 좋아. 차지가 좋아질 거예요. 병원에 정리가 Wing is getting better, way better. Well, actually, still under influence of medicine. The next time we visit doctor, I will ask doctor to cut off some dosage, so she can live healthy and peaceful without medicine. We will cut off. We will yamsung. So don't worry. Everything will be fine. 아버지의 전폭적인 도움이 있어서 때문에 가능합니다. 아버지가 아니 아버지가 어저께 청소도 다 하셨잖아. 내가 할라 그랬는데 아버지 다 했잖아. 자, father washed the whole house. 아버지가 그 청소기랑 밀대까지 그냥 여기 박수 쳐주면 맨날 해. 아 맨날 하라고. 아 빨간다. 다 피셨어요? 네. 가요 아버지. 응. Let's go 가냐. 그냥 들어와. 나 떡볶이 다녀오세요. 가요 할머니. 떡볶이 어떻게 먹냐? 할머니 오늘 애기는 집에 있을 거야. 엄마가 요즘 자꾸 심해져가지고 집에 있어야 돼. 없으면 자꾸 되게 이상하게 해가지고. Xong buổi sáng ở cả nhà. Buổi sáng thì bây giờ anh Huân đưa nội đi lọc máu rồi. Bây giờ Nguyên ở nhà với mẹ. Thì mẹ ngồi đây mẹ coi tivi nè. Còn Nguyên thì ngồi đây. Hoặc là Nguyên dọn dẹp một số thứ. Còn ví dụ mình nhức đầu quá thì thôi mình cũng ngồi đây. Bây giờ mình đang ngồi xíu thiện. I think that my wife really miss Vietnamese food. So I'm thinking about cooking some Vietnamese food for tomorrow, for Wing tomorrow. So I'm here to buy ingredients. Wing really like fruit, so I will buy some fruit here. This is mango from Thailand. And this is pomegranate. Mình cũng thích trái cây sắc chua cho nên mình sẽ mua hai cây luôn. Washing nha. I'll cut up. Hãy 애기가 할머니 손톱도 깎아주네. 안 눌러져. 아이고, 애기가 또 고생하는구만. 나 tháng nay không ai cắt móng tay của nội. Cũng không ai cắt móng tay của em luôn. Anh sẽ cắt móng tay của em nha. Mấy bà cháu y gan luôn à, móng dài giống nhau. Em đang coi.
tay của em thôi. Yên luôn à? Người ta nói gì đó là cái tên mấy bà cho các má anh ta. Hai em bé ở đây nè. Em bé lớn á. Em bé giàu. Em bé dài. Em bé già. Old baby and the big baby. It's true, but still not 100%. This is a dog though. I bought for Wing before. After she lost that gun, I gave him the name Guyui. She really cherished as if she is treating Akun, she always bring him. Sleep well. Hello everyone. Today it's like a really cold day. Minus 11 Celsius degree. Maybe the air from Siberia came. Really cold. So I think my wife feels a little bit bored staying at home. So this time I pick my wife, come outside and experience the cold air in Korea. Cô lạnh không? Dạ không, không lạnh lắm, tại mới ra thôi nhớ. Tại em mặc nhiều đồ lắm. Cái này là của ai vậy? Scott. Nói cho em nhiều ha. Tôi luôn muốn cho em cái gì giúp em xong Hàn Quốc luôn á. Oh, when wind blows it's cold. It's cold. Ăn bắp cá nè. Oh, we got some ice in there. Oh, we love like love you, huh? Love Anna. Có nhiều bốc luôn á, đúng không? Yeah. Oh, we have to exercise luôn á. We hit ten nha. This. Cái lạnh hổ mày mà. Đây này. Oh, chụp tao chụp. Oh, hey, without glove it's really cold luôn á. My wife's so sweet. Come on, man. Oh. Anh uống cà phê không? Ai bottles. Dirty lắm. Wow. Anh nhân cà phê sữa đã quá em ơi. Muốn ăn cà phê sữa đã đúng không? Wow. Khổ lắm.
They're taking sun bath because it's too cold. Okay, from now I will make you feel even better. Let's go Costco and buy the fruit you want. Because Wing really wanted to eat pomegranate. Let's go. In our house we don't have mandu, so we buy một cái nha. Đây là champong. Sao? Anh sẽ mua cho em này. Em phải khuế lần chưa? Dạ. Quá bự. Jumbo size mà. Jumbo luôn á. Ủa hư rồi. Hả? Buồn quá à, trái này hư rồi. Hư cái này nè. Trái bên này hư rồi nè. Hư luôn. Màu đỏ nè. Thôi. Ngọt quá. Không hả? Không có chua hả? Ngọt. Em mini. Yêu cô băng. Yêu cô chí có thể chạp xúc cô đám kia được thế. Thầy mà nó ôm mà đây là. Ôm mà? Chè mía. Chè. 제가 조금 뭐 할 게 있어가지고 그거 하고 와서 엄마 드릴게요.